Xin chào các bạn đến với kênh Hà Sam. Lần này á mà Dũng trúng giải đặc biệt ấy, nghỉ luôn oxy. 95,749 95,749 cái chị này, chị làm sao mà dãy đành đạch như đỉa phải vôi thế? Ôi trời ơi cô ơi, ôi trời ơi, rồi cô ơi, tôi sướng quá cô ơi. Dừng lại ngay. Ôi rồi ôi là rồi, nhà cửa thì bừa bộn, chị chả lo dọn dẹp gì cả mà chị cứ nhảy cầng cẫng lên như thế à? Ôi trời ơi, giàu to rồi, giàu đâu chưa thấy. Chỉ thấy là chị sắp mất việc rồi đấy. Này, tôi nói cho chị biết, chị mà không làm đàng hoàng á là tôi đuổi thẳng cổ chị đấy. Cô đuổi tôi á? Này, đuổi thì đuổi luôn nhá. Đây, nghỉ việc luôn. Cái gì á? Tôi có nghe nhầm không? Này, nếu mà chị nghỉ việc bây giờ là giữa tháng là không có tiền lương đâu. Tôi sắp giàu rồi. Dăm ba cái đồng bạc lẻ của cô, tôi không cần đâu. Tôi hỏi thật nhá, hay là chị bị bệnh gì, có cần tôi đưa đi khám không? Nhanh còn kịp. Tôi đi lĩnh tiền đây, tôi giàu rồi mà. Nghỉ việc thì nghỉ việc, chị phải dọn dẹp qua cho nhà em cái chứ. Nhà bờ bộn bẩn thỉu như thế này thì ai mà ở được. Các người tự đi mà dọn. Tôi bây giờ tôi là tỷ phú, tôi phải làm gì nữa đâu. Tôi gần làm gì rồi, tôi không làm gì đâu. Quái lạ, sáng nay chị đấy không biết là có ăn phải cái gì không nhở, mà ấm đầu kiểu gì ấy. Bye bye. Chị đây là tỷ phú mà. Ngọc ngà sexy lady. Xong rồi. Ôi trời ơi. Ô ba mang quần áo này về làm gì? Về lại phải mua quần áo mới. Rồi bỏ luôn. Ôi trời. Quẩy một lúc mà mệt hết cả người. Thở không nên hơi. Cô ơi. Ô, vào đây. Vào đây cháu. Ngồi đây. Cô ơi, có phải cô sắp đi bệnh viện không? Ai mới nói với con là cô bị bệnh? Ai nói với con thế? Mẹ con bảo thế, con lo cho cô quá. Không phải là cô là phải đi bệnh viện đâu, mà là cô sắp là tỷ phú. Cháu biết không? Cháu biết tỷ phú là gì không? Tỷ phú là những cái người mà người ta có nhiều tiền. Người ta có nhiều tiền tỷ ấy. Cô ơi, thế tiền tỷ có mấy số không cô nhỉ? Tỷ phú thì chắc là tỷ thì phải là nhiều số không, chắc là phải đến 100 số không đấy cháu ạ. Nhưng mà cô cũng không biết được là chính xác là bao nhiêu, nhưng mà phải đến 100 số đấy. Wow, thật hả cô? Ui, thế thì cô mời con đi ăn kem cá nhá. Con thích ăn kem cá lắm nhưng mà mẹ con chả mua kem cá bao giờ. Mẹ con không cho con ăn kem, mẹ con bảo là ăn kem bị sâu răng. Thích ăn kem à? Được, ok con dê luôn. Bây giờ cô sẽ lấy tiền tiết kiệm ra. Đây, tiền tiết kiệm này là tiết kiệm từ cái lúc mà cô đi làm ô xin là cách đây phải độ 20 năm rồi đấy. Lúc ấy cháu còn chưa đẻ đâu. Đấy thì bây giờ cô sẽ mổ con lợn này ra, cô tiêu thoải mái cho cháu đi. Còn nếu mà chưa hết nha, chưa hết, vẫn còn thừa, cô cho cháu để cháu thích làm gì cháu làm, thích mua gì cháu mua. Sướng mà, cuộc đời cô bây giờ nhiều tiền quá rồi. Nên là tiền tiết kiệm này cho cháu luôn. Mẹ cháu đi làm rồi hả? Mẹ em đi làm rồi cô ạ. Đây, cô ăn kem đi. Kem cá ngon lắm cô ạ. Kem cá? Kem cá đấy. Kem cá đấy, cô cũng chưa được ăn bao giờ đâu. À, lần đầu tiên cháu nhìn thấy cái kem cá to như thế này cô ạ. Ôi thôi chết rồi cháu ơi. Sao hả cô? Cô bảo là mua kem, không phải mua con cá. Đây là kem cá mà cô. Cô sờ mà xem thấy lạnh không? Đây này, cô ăn mà, lạnh không? Ui, lạnh lắm, nhưng mà nó là kem cá hả? Kem cá đấy cô ạ. À, kem cá có nghĩa là que kem nhưng mà hình con cá. Đúng rồi cô, đây hình con cá này. Thôi, cô cháu mình ăn nhá. Công nhận đúng không? Vỏ ngoài dai dai cô nhỉ? Đúng. Bên trong này còn lạnh lạnh, mát mát. Ngon, ngon cháu ạ. Cuộc đời cô nhá,
gần 70 nồi bánh chưng rồi nhưng mà chưa nhìn thấy cái kem cá nào mà nó to, mà nó ngon, mà nó thơm, nó đặc biệt như thế này. Cuộc đời cháu nhá, 12 năm rồi, cháu cũng chưa được ăn cái kem cá nào mà nó có đậu đỏ nhiều như thế này. Ngon ơi là ngon đây. Cô nhìn này, bao nhiêu đậu đỏ luôn. Úi dồi ôi, ngon lắm. Nhìn ngon nhỉ. Ở nhà thì có thể đánh chén được nồi cơm 5 cân nhưng mà ở đây ăn có 30 que kem cá này đã mệt hết cả người rồi, mỏi hết cả mồm mà no căng hết cả bụng rồi. No rồi gì? No lắm rồi, không no ăn rồi nha. Bây giờ là cô sẽ rủ cháu đi làm một việc lớn. Làm gì hả cô? Đi lĩnh tiền với cô. 10 tỷ đấy. Vâng. Thì bây giờ 10 tỷ chia kiểu gì cho ba đứa nó công bằng để không thì không bọn nó đánh nhau toác vỡ đầu. Mà cháu nhá, là cháu là học hành là cũng gọi là giỏi giang. Vâng, cháu học giỏi nhất trường cô. Đúng, học hành giỏi giang là thế nên là cô mới nhờ cháu là cháu suy nghĩ xem là có cái cách gì để chia cho bọn nó mà đều đều nhau ấy. Ui dồi ôi, thế này mà cô không nghĩ ra. Đơn giản thôi. Thế nào nhà mà cô có 3 cái con đúng không? Đúng. Tưởng kia 100 người mới khó, kia 3 người có gì khó đâu cô. Thế bây nào? Giờ nhá, cái tờ vé số dài như thế này. Ừ. Mình chia làm 3 ra, cắt thành 3 phần ra. Để con chia cho cô xem nhá. Mất thằng này. Rồi. Rồi ơi, thế mà cô không nghĩ ra. Bây giờ cô chia ra làm 3 phần bằng nhau. Mili từng mili một đấy, đập thẳng vào mặt từng đứa. Đấy, thế là bọn nó không bao giờ là nói cô là người không công bằng. Không nghĩ theo. Yeah.